Hơn 2 tháng nay, nhiều tàu cá ở Đà Nẵng gặp khó khăn phải nằm bờ vì quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo quy định hiện đang được áp dụng, loại tàu cá có chiều dài dưới 15 mét sẽ không được cơ quan chức năng cấp phép khai thác thủy sản vùng khơi. Loại tàu không đủ điều kiện này chỉ được phép khai thác ở vùng lộng trong phạm vi 60 hải lý. Với nhiều ngư dân, đây là điều khó khăn với họ. Rất bất cập đến cái chuyện mà người có thực tế hiện nay. Thì cái thứ nhất á, là cái tà dưới 15 mét á, là trước đây nữa là họ là khai thác đánh bắt ở vùng khơi. Thì cái trang thiết bị dụng cụ nghề nghiệp của họ là phù hợp với cái chuyện mà đi khai. À, và bây giờ thì là đưa vào lòng. Thì cái nghề nghiệp đó không phù hợp với lòng và người ta không có thể khai thác đánh bắt được. Đó là cái khó thứ nhất. Và cái khó thứ hai nữa là về cái nguồn nhân lực lao động. Cái lao động là hiện nay á, là người ta đi biển á, là người ta có hơi nguồn thu. Nguồn thu thứ nhất á, là chia từ cái tiền hỗ trợ vốn tốt sang giàu của Thủ tướng Chính phủ. Và nguồn thu thứ hai là cái nguồn thu chia từ cái mà thu hoạch sau khi đánh bắt. Nhưng mà hiện nay cái tài dưới 15 mét á, là chỉ khai thác đánh bắt ở 60 hải lý thì không hưởng được cái chính sách đó. À, thì người lao động mất đi một cái chính sách đó thì người ta bỏ tài dưới 15 mét, người ta son tài 15 mét để làm việc. Trước đây, tàu có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên được khai thác thủy sản tại vùng khơi. Tuy nhiên, luật thủy sản năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 lại chuyển tiêu chí từ công suất máy chính sang chiều dài của tàu. Cụ thể, tàu cá phải đảm bảo dài từ 15 mét trở lên mới được đánh bắt tại vùng khơi. Một số ngư dân cho rằng quỹ thời gian 2 năm là quá ít để họ có thể xoay sở. Trong khi đó, nợ vay ngân hàng là một gánh nặng cho nhiều ngư dân. Chúng tôi chưa trả được hết nửa nợ, thì bây giờ tiếp tục là đạo nhà, nằm nhà, là cái chồng nợ như thế thôi. Kể từ khi áp dụng quy định nói trên, hàng nghìn ngư dân đang từng ngày mong mỏi các cơ quan thẩm quyền sớm có biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để họ tiếp tục bám biển. Đà Nẵng hiện có 523 tàu đánh bắt ở vùng khơi, 177 tàu có chiều dài dưới 15 mét phải đánh bắt vùng lộng và ven bờ. Ngành Nông nghiệp Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét cho phép cả 700 tàu cá đang hoạt động của ngư dân Đà Nẵng được đánh bắt ở vùng khơi, tạo điều kiện cho phép các tàu cá có chiều dài dưới 15 mét được cải hoán nhằm gỡ khó khăn cho ngư dân.